Sau 5 ngày đăng ký, từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 5, Hội đồng Hiến pháp sẽ nhóm họp để xem xét kỹ lưỡng từng ứng cử viên và chốt danh sách. Những ứng cử viên bị Hội đồng Hiến pháp xóa tên sẽ có 5 ngày tiếp theo để khiếu nại. Và ngay sau đó, khi có tên trong danh sách cuối cùng, các ứng cử viên sẽ có thời gian tranh cử đến ngày 12 tháng 6, 2 ngày trước khi bắt đầu cuộc bầu cử chính thức. Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad năm nay sẽ không thể tham gia tranh cử vì hiến pháp của Iran quy định tổng thống có nhiệm kỳ 4 năm và không được tại vị quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Dự kiến ông sẽ cử trợ tá thân cận là ông Esfandiar Rahim Masai ra tranh cử.